Thầy mến chào các em đến với tiết học mỹ thuật của ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài học của ngày hôm nay thì các em kiểm tra xem mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho tiết học của ngày hôm nay chưa nào. Đồ dùng học tập của ngày hôm nay gồm đầu tiên là sách luyện tập mỹ thuật, thứ hai là hộp màu và thứ ba là đất nặng. Bây giờ chúng ta bắt đầu học nhé. Thầy mời các em cùng lắng nghe một bài hát. Bài hát rất hay phải không nào? Bài hát còn giúp chúng ta biết thêm về nhiều loại trái cây nữa, để biết rõ thêm về hình dáng, đặc điểm của quả, cũng như cách biết, vẽ và nặng quả giống mẫu thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ bước vào bài của ngày hôm nay là chủ đề 6 ngày Tết quê em, bài vẽ hoặc nặng quả. Đầu tiên chúng ta bước vào hoạt động 1, quan sát, nhận xét. Thầy và các bạn sẽ cùng nhau chơi một trò chơi có tên là quả gì. Trò chơi được chơi như sau: các bạn hãy quan sát và đọc đúng tên các loại quả trong hình. Trò chơi bắt đầu. Đầu tiên, đúng rồi, đây là quả măng cụt nha các bạn. Hình thứ hai, giỏi lắm, đây là quả táo. Hình thứ ba, bạn đây là đúng rồi ha, đây là quả đu đủ. Và hình thứ tư, đây là quả xài. Và hình cuối cùng, bạn trả lời đúng rồi ha, đây là quả bưởi. Ngoài những loại quả trên, em còn biết những loại quả nào? Ngoài những loại quả trên, còn những loại quả khác như là quả chuối, quả mít, quả khế, quả nho, vân vân. Như vậy màu sắc và hình dáng của các quả này như thế nào? Đúng rồi ha, màu sắc và hình dáng của các quả này khác nhau, hình dáng và màu sắc của chúng rất đa dạng. Vậy có rất nhiều loại quả và màu sắc hình dáng của các loại quả khác nhau và đa dạng. Các em có thể chọn một quả mà mình yêu thích để vẽ hoặc nặng bài nhé. Tiếp theo các bạn bước sang hoạt động 2, cách vẽ quả. Thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ hoặc nặng quả táo. Các em quan sát quả táo và trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là quả táo có dạng hình gì? Đúng rồi ha, quả táo có dạng hình tròn. Và câu hỏi thứ hai là quả táo có màu sắc và đặc điểm như thế nào vậy các em? Bạn trả lời đúng rồi ha. Quả táo thường có màu xanh hoặc đỏ, đặc điểm là cuốn lá nhỏ và có lá. Đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn các em để vẽ một quả táo gồm có 4 bước. Bước 1, các bạn sẽ so sánh ước lượng tỷ lệ chiều cao, chiều ngang của quả để vẽ hình dáng chung cho vừa với phần giấy. Bước 2,
vẽ phác hình quả bằng các nét thẳng hay còn gọi là nét kỹ hà. Bước 3, sửa hình cho giống với quả mẫu. Các bạn sẽ sửa là bằng những nét cong. Và cuối cùng là bước 4. Các bạn sẽ vẽ màu theo mẫu, vẽ màu sắc tươi hài hòa có đậm nhạt của quả. Các bạn hãy quan sát lại một lần nữa 4 bước để vẽ quả. Các bạn lưu ý, hình vẽ thứ nhất là bài vẽ quá to, hình vẽ thứ hai là bài vẽ quá nhỏ và hình vẽ thứ ba là bài vẽ cân đối. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em các bước để tiến hành một bài nặng quả gồm có 4 bước. Bước 1, nặng thành khối có dáng của quả. Bước 2, nắng gọt cho giống với quả mẫu. Bước 3, nặng chi tiết cuống và lá của quả. Và bước cuối cùng là gắn dính các chi tiết quả thành hoàn chỉnh. Thầy mời các em quan sát clip ngắn về cách hướng dẫn nặng quả. Thank you.
Mời các bạn quan sát bài vẽ và nặng của các bạn học sinh năm trước. Đầu tiên là bài vẽ của bạn học sinh năm trước. Hình đầu tiên là vẽ quả xoài, hình thứ hai quả táo và hình thứ ba là quả chuối. Dưới là bốn hình của các bạn nặng. Đầu tiên các bạn nặng quả táo, thứ hai quả chuối và thứ ba là quả cà, thứ tư là quả bí đỏ. Các bạn sẽ quan sát tranh vẽ của họa sĩ. Các bạn lưu ý ở bốn bức ở trên đây là tranh vẽ của họa sĩ. Vì là họa sĩ nên là người ta sẽ vẽ kỹ hơn đối với các bạn và đi từng chi tiết hơn. Sẽ có cái mặt bàn hoặc là gì đó để trên một cái mặt phẳng. Phía sau là chúng ta sẽ có phông nền. Nếu các bạn có thể làm như vậy thì càng tốt, còn không sẽ không có phông nền thì cũng không sao. Chúng ta bước vào hoạt động 3 thực hành. Các bạn hãy vẽ và nặng quả mà các bạn yêu thích. Bốn, nhận xét đánh giá. Tiêu chí đánh giá của bài học chúng ta ngày hôm nay là đầu tiên về bố cục là cân đối có trọng tâm, thứ hai là hình vẽ hoặc nặng là phải gần giống mẫu và sinh động, thứ ba là màu sắc có đậm nhạt và tươi vui. Chúng ta bước vào phần trò chơi bốc số tìm hình. Đầu tiên là sẽ mời một bạn chọn một số, thì chọn ngẫu nhiên là số 5 nha. Có bạn nào đã biết được hình của chúng ta chưa? Vẫn chưa à? Vậy tạo thêm một số nữa nha. Số 3. Rồi, có một bạn trả lời rồi ha. Hình các bạn đoán là quả chuối, và chúng ta xem hết những ô còn lại có đúng phải là quả chuối không nè. Rồi, bạn trả lời đúng rồi ha. Các bạn quan sát thấy có rất nhiều quả xoài và quả cam. Để cây cho ra nhiều quả và tươi tốt thì chúng ta cần chăm sóc cây bằng cách là tưới nước và bón phân cho cây. Nhận xét và dặn dò. Qua tiết học ngày hôm nay là thầy thấy lớp mình rất là ngoan, thầy có lời khen. Bạn nào chưa hoàn thành bài vẽ của mình hoặc nặng của mình thì các bạn sẽ về hoàn thành hoàn thiện bài và chuẩn bị cho tiết học sau. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy xin tạm biệt các bạn.